Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ trụng mì ha. Các bạn thấy là những cái mì Hàn Quốc á thì thường cái sợi rất là to và rất là dai. Khi mì của chúng ta sôi và cái sợi mì bắt đầu mềm rồi đó thì chúng ta sẽ vớt cái mì này ra. Sợi mì rất dai mà ngon, thơm nữa. Và đây chính là bột tương. Mì tương đen không thể thiếu cái bột này. Quá thơm luôn, thiệt tình luôn á. Và các bạn muốn ăn cay thì các bạn có thể cho thêm bột ớt vô. Rồi mình cho thêm một miếng gia vị vô nữa cho phù hợp với cái khẩu vị của mình. Và chúng ta bắt đầu trộn. Tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Khi mà mình tự chế biến thì không thể nào mình lấy được cái mùi tương đúng mùi của người Hàn Quốc được. Do đó thì chúng ta cứ mua những cái sản phẩm ăn liền mà nó có cái hương vị tương của Hàn Quốc vô là đúng của Hàn Quốc là ok.